Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày vừa qua, Bắc Bộ đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ tại hầu khắp các tỉnh thành đã đồng loạt tăng lên cao, trưa chiều lên đến từ 37 cho đến 40 độ. Riêng khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, đã chạm ngưỡng từ 41 cho đến 42 độ, gây nên những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Dự báo sang ngày mai, mặc dù cường độ nắng nóng giảm nhẹ nhưng vẫn còn duy trì với nhiệt độ cao từ 35 cho đến 38 độ. Thủ đô Hà Nội và một số nơi lân cận vẫn có thể chạm ngưỡng đến 40 độ, tương đương với mức nhiệt độ thực tế ngoài đường khoảng từ 43 đến 46 độ. Nên nếu phải lưu thông hay làm việc ngoài trời, quý vị và các bạn hãy uống thật nhiều nước để tránh tình trạng cảm nắng. Sau đó, một tin vui là thời tiết sẽ bắt đầu chuyển biến rõ rệt từ chiều tối và đêm ngày mùng 5. Bộ phận không khí mát ở phía Bắc sẽ bắt đầu di chuyển xuống phía Nam, gây ra sự xáo trộn mạnh mẽ trong bầu khí quyển, mang những cơn mưa rông quay trở lại các tỉnh thành của Bắc Bộ. Mưa sẽ xuất hiện đầu tiên tại khu vực vùng núi, sau đó lan dần ra các khu vực xung quanh trong ngày mùng 6. Không loại trừ những điểm có thể xuất hiện hiện tượng mưa vừa kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Như vậy là nắng nóng sẽ chấm dứt, trời mát mẻ hơn từ ngày mùng 6 với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở vào khoảng từ 31 cho đến 34 độ và sang đến ngày mùng 7 mưa có xu hướng giảm, chỉ còn tập trung về đêm và sáng. Tuy vậy, nền nhiệt vẫn tiếp tục giảm nhẹ trong những ngày tiếp theo. Đến với khu vực Trung Bộ, tương tự như tại Bắc Bộ, nắng nóng cũng kéo dài. Các khu vực dọc từ Thanh Hóa cho đến tận Bình Định, Phú Yên trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ ở vào khoảng từ 36 cho đến 39 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây thậm chí còn cao hơn từ 1 cho đến 2 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể vượt trên 40 độ, kết hợp với độ ẩm trưa chiều giảm thấp xuống dưới 50%, gây cảm giác nóng bỏng rát. Hiện giờ tại là mùa đốt rẫy nên tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra cháy rừng nên bà con nơi đây cần hết sức cảnh giác. Sang đến ngày mùng 6 do cũng chịu ảnh hưởng của rãnh mây dông gây mưa đẩy xuống nên phía Bắc khu vực cũng xuất hiện những cơn mưa dông rải rác từ chiều tối, sau đó thì lan dần xuống tận phía Nam. Do vậy trong ngày mùng 6, nắng nóng cũng có xu hướng thu hẹp dần về diện, nền nhiệt cũng giảm nhẹ đôi chút và phải sang đến ngày mùng 7, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ mới chấm dứt hoàn toàn. Trạng thái oi nóng những ngày qua sẽ dần được thay thế bởi kiểu thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới, đới gió Tây Nam cũng hoạt động mạnh trở lại nên mưa có xu hướng tăng hơn cả về diện và lượng, nên nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ và phổ biến quanh mức từ 31 cho đến 33 độ. Thêm vào đó, từ ngày mùng 6, do nằm ở rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục đi ngang qua khu vực Trung Bộ, nên những cơn mưa dông khả năng còn diễn ra mạnh mẽ hơn, nên người dân cần lưu ý với khả năng xảy ra ngập úng ở khu vực vùng trũng thấp. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới phổ biến ít mưa, gió Nam đến Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh trong ngày mai, ngày mùng 5 tháng 6, sau đó giảm dần từ ngày mùng 6. Còn ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam hoạt động ở mức là cấp 4, cấp 5. Như vậy là miền Bắc chỉ còn nắng nóng nốt ngày mai, mùng 5 tháng 6, sau đó sẽ dịu dần nhờ không khí mát tràn về. Trung Bộ thì muộn hơn, phải tới ngày mùng 7 tháng 6 nắng nóng mới chấm dứt. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tăng mưa trong 3 ngày tới. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời tiết tiếp theo.